nguyên cái chùi nó đòi mà sau ai mua có ăn mới được 25 cân buổi sáng đi không nguyên khu đấy thì có biển cấm nên mà các thầy không biết câu được thì bỏ có cái gì mà cấm thả cá thì điều vậy là có thằng cách là thả thảo nó thả nó cũng cấm rồi thả cá đó thì thảo lan đây thì bãi bây giờ là nó cấm đổ rác rồi nhỉ chứ còn đang lắm cá nhỉ này nó cá ấy thôi cá liêu bị gì còn nó có thả đâu nhưng chấm trôi là có hết đấy chép có nó ra ấy bọn trên nó ra mời thì điện thì số nó cũng được cái có cái gì cá nhẹ thôi chả có cái gì cả. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ đi đám cưới ạ. Hôm nay bận rồi cho nên là không livestream nữa nhá. Đám cưới tận miền Trung. Yeah. Đại ca. Nay đại ca vào tận miền Trung dạy nuôi ong. Thôi là người, em biết người mình đi. Bảo tặng cắt tóc cũng đem cả cũng đưa ra đến cửa cổ. Bảo về sau bảo thôi đừng gây nữa, để mẹ tới cạo lấy thôi. Là mắt cái kém cây. Cầm đi à? Nhỏ. Long có cường ra xuống xuyền điện hết rồi không phải vào xuyền thì kỳ dùng điện thoại mời điện thoại hết bây giờ thì mời điện thoại bình thường trăm mươi tiếp mời nha nhớ dùng hết. Thế như của ông Long đang lẽ là về tiếp mời đàng hoàng đằng này đi, đi bám mồm này thế mình đi theo mà ông Long mà ông thêm ông à. Bây giờ tên điện thoại chính như làm gì nhờ một người người ta mời cho hoàng là xong ai có bảo ông hiển chỗ mời ai đừng mời. Bên kia lại còn đứng ngoài bên giám đốc thì thân cổng lùi vào sân quay thế nào quay quay nó mới ra mà bác quay đi không biết quay à số hai đứa mời không đến đợt này đừng mời đi mẹ mày nay mai mày chết bố mày xuống thử góp cái lệ 20 nghìn tiếng rồi. Này, mời hai đứa nó có đến rồi. Vợ chồng thiết lụy. Cái thằng Mạc nó ở đấy đi. Riêng chung gì như vậy? À, không, nó ở chung. Chung nó chung. Nó đi rồi thôi chứ không Mạc. Giờ nó mới ở chung. Nhà già nó vẫn là riêng, chung yếu. Trước là riêng rồi. Không, chung. Trước là riêng khổ thân. Cộng nhau biết. Riêng suốt. Về đến quê mình thì mọi người nhá, dòng sông đáy quê tôi Hà Nam đây, dọc sông đáy ạ. Đã nhớ và mỏng vào trong lên. Cô đông là đây nhà nó. Cái nhà nó là có cây xăng. À, mấy cây xăng từ chỗ. Anh chụp cái gì? Cười ít thôi, người ta nhìn thấy răng nghe nhiều quá. Ở đây cái chim quái có nhiều không nhỉ? Thế phải à? Phải à? Rẽ phải rẽ trái ô hai ông bà này. Phải vui. Nhẹ đấy. Vui nghiền. Vui nghiền những cái gì? Nhẹ. Con đang gọi cho bên đấy đi. Vãi gọi cho bên thủy. Gọi cho nó đi cho nó chuẩn bị cũng có lại lên đợi nó. Được.
À, xin cảm ơn quý vị. Có lẽ là rượu mới có loạt đầu nên là tiếng rô vẫn còn bé, và hy vọng rằng là trong ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng hào sảng hơn nữa, khí thế hơn nữa để cùng có những lời chúc tuyệt vời tới gia đình ông bà thêm khuyên. Và ngay lúc này đây chúng ta sẽ đến với những bản nhạc hòa tấu để thay đổi một sắc âm nhạc, và ít phút nữa thì chúng ta cũng gặp lại với giọng hát của các ca sĩ, các nghệ sĩ cùng trở lại với sân khấu ngày hôm nay, và mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục với chương trình buổi đêm. Để đến cùng chung vui và mừng cho hạnh phúc của cô chú rể. Và trong ít phút nữa thì khi quý vị khách quý đến đông đủ hơn thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được mời gia đình cùng với cô dâu chú rể về sân khấu để chúng ta cùng nâng ly rượu, đón nhận những tình cảm, những lời chúc của tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì chúng ta cùng trở lại với giọng hát của nữ ca sĩ Duy Duyên với một bản nhạc tiếp theo, và mời gọi quý vị chúng ta sẽ cùng thực hiện. Thì vẫn còn lấy phải đi.